Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì nay là sáng ngày Chủ nhật, ngày cuối năm anh em, cuối tháng. Ngày 31 tháng 3 2024 nha. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui. Thì nãy giờ chỗ mình cũng động dao động thức dữ lắm rồi mọi người. Nhưng mà em thì vẫn tiếp tục làm việc phục vụ anh em đang xem miền Tây Solar nha. Thì mọi người xem nhân vật chính thôi, chứ còn mà mấy cái bề bộn ở xung quanh này anh em đừng có nhìn nha. Do cái chỗ em làm không thể nào nó gọn được anh em. Một ngày em bài ra rồi không có thời gian dọn cho nên là nó không có gọn được. Thì trước mắt anh em là con Saco 2.7, nó là đại diện cho dòng Hybrid. Rồi ở dưới nằm dưới đây là con Dyer 6kg, đại diện cho dòng quả lứa bám tải. Còn ở bên đây là Lắc Power 6kg, đại diện cho dòng vừa Hybrid vừa bám tải ha. Vừa Hybrid mà vừa bám tải luôn. Thì khi mọi người mà muốn quyết định mà xuống tiền để làm một cái hệ nào đó, thì chúng ta phải làm những cái động tác giống như vừa rồi em mới làm mọi người. Chúng ta phân biệt ba cái dòng này, Hybrid bám tải và vừa Hybrid vừa bám tải. Nghe thôi em ơi. Đó, thì chúng ta phân biệt chúng ta nên cần làm loại nào và giá tiền của từng loại, cũng như là ưu và nhược điểm của từng loại nha. Ưu và nhược điểm của từng loại. Đó, cho nên là nhiều anh em á, là gọi tới em á, là ví dụ như muốn gắn con này, muốn gắn con này nhưng mà đang có nhu cầu của con này, hoặc là cả nhu cầu cả con này và con này luôn mà không chịu gắn con kia. Đó, cho nên là mọi người suy nghĩ thật là kỹ và lựa chọn những cái món hàng mà nó phù hợp với lại bản thân mình, với lại gia đình mình. Đó, nhiều khi anh em kêu em là hãy tư vấn đi, sử dụng nên sử dụng cái nào, thì em trả lời thiệt là khó tư vấn lắm mọi người, khó tư vấn lắm. Tại vì anh em mua thì anh em mới hiểu được là đang cần cái gì và gia đình của chúng ta đang cần cái gì. Còn người bán thì người ta đâu có biết, người ta ngồi đây người ta đâu có biết đâu. Nói chuyện qua điện thoại thì đâu có rõ hết ý được anh em ha. Nói chuyện qua điện thoại đâu có rõ hết ý được. Đó, thì bây giờ em nói lại này, đây là con Hybrid. Hybrid thì sao? À quên nữa, cái con này nè em test em gửi cho chú Bảy nha. Chú Bảy ở An Giang. Chú Bảy lấy con Saco 2.7 này và những cái tấm pin 200W ở đằng kia. Thì cái con Hybrid này nó có cổng nối lưới với bù lưới ha. Điện lưới sẽ hỗ trợ khi mà điện mặt trời và tấm và ắc quy nó thiếu. Nối lưới và bù lưới. Còn cái con này là đại diện cho dòng bám tải, có nghĩa là có bao nhiêu điện mặt trời nó đẩy ra điện lưới hết. Nó đẩy ra và nó phục vụ nhu cầu của gia đình mình và nó bám lại, không có đẩy điện ra trụ điện. Còn cái con này là vừa có lưu trữ mà vừa có bám tải luôn ha. Đó, anh em thấy là nó có rất là ba loại và ba loại này là chung quy ra là nó làm ra một cái rối loạn ở trên cái thị trường năng lượng mặt trời. Anh em bị lộn xộn giữa cái này với cái kia. Và cũng còn tùy vào túi tiền nữa nha anh em. Như lắp con này hoặc là con đây có lưu trữ thì nó mắc tiền ha. Còn con bên đây và con bên đây thì nó rẻ hơn. Đó. Thì bây giờ em sơ lược lại về cái hệ chú Bảy sáng nay lấy nè. Thì chú Bảy ở An Giang thì là mối của kênh em nè. Mua hàng kênh em rất là nhiều. Đó, thì bữa nay chú Bảy mua cái hệ này để về lắp cho cháu của chú. Cháu của chú ha. Em tạm gọi là ông Anh. Về đáp dùm cho ông Anh thôi, đáp dùm thôi anh em. Người dân quê với nhau người ta tình cảm lắm mọi người. Người ta biết miền Tây Solar có bán cái này và đã mua hàng cái này rồi. Đó, bây giờ người ta quảng cáo cho gia đình, người ta lắp giùm thôi anh em, chứ không có phải là chi phí tiền bạc gì trơn ha. Đó, nói chung là dân quê nó vậy. Thì chú Bảy lắp con này, bây giờ em báo giá lại nha. Con này là Saco 2.7, em đang bán là 4.750 nè. Rồi chú Bảy lấy cái combo 4 tấm này nè. Thì hôm bữa giờ em bán cũng combo này cũng nhiều lắm rồi mọi người. Tại vì em đang giảm giá nó cực rẻ luôn, cho nên anh em mua rất là nhiều kinh khủng. Tấm này là tấm 200W áp cao. Áp nó ra khoảng 40V trở lên ha, 40V tới 49V. Tấm 200W áp cao nha mọi người. Và lấy 4 tấm này, 4 tấm này là nôm na là 160W. Sorry anh em. 160V ha. 4 tấm này là nối tiếp lại là 160V. Tấm 200W áp cao 6PB nha mọi người. Em đang bán tấm này có 1.350.000 thôi. 1.350.000 mà bao ship luôn á. Tấm 200W 6PB áp cao. Đó, em nói rõ thế. Tấm pin của hãng S-Solar nha. 4 tấm này nối tiếp lại 160V đưa vào con Saco. Đó, thì con Saco này anh em có thể lắp tối đa tới 15 tấm đó lận mọi người. 15 tấm đó lận nha. Nhưng mà giờ người ta tiết kiệm lấy 4 tấm thôi. Và hôm bữa giờ em cũng bán được mấy hệ này rồi ha. Saco 2.7 đang giảm giá và những tấm pin đó cũng đang giảm giá. Đó, nguyên cái hệ này gồm có con Saco và 4 tấm pin lúc nãy đó, thì giá của nó chỉ có 10.150.000 thôi. 10.150.000 mà vận chuyển đến tận nhà mọi người luôn nha.
Đó, vận chuyển đến tận nhà luôn, 10 triệu 150 ngàn. Đó, em nói thiệt là rõ cho anh em nghe để anh em có thể lắp. Hè này mà người ta lắp ở ngoài chòi, ở dưới ghe, tàu hoặc là xà lan. Đó là hết bài luôn nha mọi người. Còn lắp gia đình xài là cũng là hợp lý luôn. Đó, nhưng mà gia đình xài thì anh em đừng có đưa mua tua 3-4 ngựa vào đây. Đó, đừng mua tua 2 ngựa vào đây. Mua tua 1 ngựa trở lại thôi thì xài nó ok. Nhiều anh em hỏi mình những cái câu mà mình trả lời không nổi luôn. Ví dụ như anh em hỏi là cái con này là 2,7 kg, vậy sao không gắn mua tua 3 ngựa vô? Mua tua 3 ngựa thì nó có 2 kg thôi. Nó có 2 kg, nhưng mà cái lúc mà nó khởi động mọi người, nó hút một cái là nó hút một cái là 3 ký mấy, 3 ký mấy điện anh em ha. Mua tua 3 ngựa là nó khởi động rất là nhiều điện và nó ăn dòng rất là lớn. Cho nên là những cái con inverter này người ta nên xài mua tua 1 ngựa thôi. 2 ngựa vẫn được nha, nhưng mà không bền đâu anh em. Đó, nó ăn dòng lớn quá và ông ta thấy là mất ổn định của cái hệ thống năng lượng, và cái hệ bình của ông ta chưa chắc nó có cấp điện kịp cho inverter đâu mọi người. Ở trong đây là nó xài phết nha anh em, và nó không 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 có có thể nào mà cung cấp một lúc ra cái ampe, cái dòng quá lớn đó mọi người ha. Nó nói chung là cái hạn chế của những con inverter là cái dòng khởi động anh em ha. Motor 3 ngựa tuy là nó có 2000W nhưng mà đưa vào đây anh em bật lên một cái là nó hút là inverter chúng ta nó báo yếu ngay ha, lập tức nó báo yếu ngay đó. Mình nên gắn con này xài cho gì? Máy lạnh nè, 1-2 máy lạnh nè, đèn quạt, tivi nè, tủ lạnh nè, máy giặt nè, nồi cơm điện nè, tất cả những cái đó là được hết đó. Anh em hạn chế xài bếp từ, anh em hạn chế xài bếp hồng ngoại, anh em hạn chế xài máy nước nóng lạnh. Máy nóng lạnh mà máy tắm á mọi người, cái máy nóng lạnh 2000 mấy 3000 mấy W á là hạn chế đó. Anh em đừng có sử dụng motor 3 ngựa nha, motor 2 ngựa thì xài một chút xíu được ha, xài dạng như chữa cháy thôi ha, chữa cháy thôi. Đấy, đó lời khuyên mà mình bán sao có nói vậy nha anh em. Còn 2,7 kg ha. Còn anh em xài con 5,5 kg thì nó thoải mái hơn, có thể xài motor 2 ngựa, 3 ngựa. Đó, nhưng mà hệ ắc quy của chúng ta đòi hỏi cũng phải đủ lớn và hệ pin mặt trời nữa mọi người. Nó phải cân đối vấn đề đó, chứ không phải chúng ta xài sao cũng được nha anh em. Đó, muốn sao cũng được là chúng ta xài con này nè. Là anh em muốn sao cũng được hết á. Con này nè, muốn sao cũng được hết á. Nhưng mà nó có cái nó yếu điểm là cái con này cúp điện là khỏi xài. Ban đêm là con này tắt luôn. Cúp điện là xài không được luôn. Còn cái con này á là được nha. Ban đêm xài được, cúp điện xài được. Đó, nói chung là mỗi một con có yếu điểm riêng. Con này thì hạn chế công suất như nãy giờ mình phân tích đó. Còn cái con kia thì không hạn chế công suất. Đó, nhưng mà con này ban đêm xài được, con kia ban đêm xài không được. Con kia ban đêm là phải xài điện lưới. Con này cúp điện xài được, con kia ban cúp điện là sẽ cúp luôn ha. Rồi thì máy chạy chuẩn chỉ rồi nè, cài đặt xong rồi đó. Ở máy này mình gửi cho chú Bảy ha, ở An Giang, cùng với 48 200W áp cao lúc nãy nha. Giá của cả bộ là 10 triệu 150 k. Đấy, anh em đam mê thì hãy liên hệ. Sáng nay mình mới ngủ dậy có hai anh, mình nghĩ là một anh chủ nhà và một anh thợ, gọi cho mình hối hả như thế này nè. Mấy anh hỏi mình là sao đưa tấm pin mặt trời vô máy không chạy. Có nghĩa là mấy anh gắn chạy rồi, gắn ắc quy, gắn pin mặt trời chạy rồi, mà mấy anh rút ắc quy ra anh em, mấy anh đóng CB ắc quy, mấy anh cho chạy tấm pin mặt trời không à. Mấy anh gọi mình mà mấy anh nói sao nó không chạy, mà nói qua Zalo thì nó cũng hơi khó nghe, mình cũng không hiểu, phải hả một khoảng thời gian rất là lâu mình mới hiểu là mấy anh tắt CB ắc quy rồi, chỉ còn tấm pin mặt trời thôi. Thì Saco 3,5 kg với Saco 5,5 kg á thì nó mới chạy kiểu đó nha anh em, nó mới chạy từ tấm pin mặt trời thôi, chứ còn Saco 2,7 kg này là phải có ắc quy nha mọi người. Đó, mình nói một cái là hai anh em đó là hiểu ngay đó. Chứ ban đầu hai người đó tưởng đâu là không có ắc quy thì con máy này vẫn chạy, không phải nha, con máy này cần phải có ắc quy. Đấy, thôi mình xin chào mọi người nhé, em hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Đam mê cái combo này thì hãy liên hệ em nhé.